Hôm nay em lại vừa mới về một em bán tải hai cầu Wajac 2016 anh chị nhé. Cái mẫu xe này thì đang được quan tâm rất nhiều trên thị trường. Và phải nói rằng là thực sự nó là những mẫu xe mà chất lượng thì bên em mới tuyển về. Và đây là một cái chiếc xe một chủ từ đầu biển Quảng Ninh, chính chủ sử dụng và rất là giữ gìn và nâng niu. Chiếc xe này đẹp xuất sắc luôn, vừa mới lên một dàn lốp mới, xe lăn bánh đúng hơn 8 vạn. Vâng, phải nói rằng đây là một chiếc xe mà siêu xuất sắc luôn. Cái chiếc xe này thì là phiên bản 2 cầu máy 3.2 với 6 số anh chị nhé. Thì với phiên bản 3.2 này thì nó được đánh giá là chiếc xe đáng sử dụng nhất về dòng bán tải. Khi mà nhà máy cắt cái bản 3.2 này năm 2018 và chuyển sang dạng B-Turbo để có thể là tránh thuế, thì cái mẫu xe đấy nó rất hay bị lỗi. Và cái mẫu 3.2 này nó là cái mẫu xe mới đáng để sử dụng. Một chiếc xe màu trắng cực kỳ là xuất sắc và hiếm có trên thị trường, đang được bày bán tại bên công ty Ba Tư Phan có địa chỉ số 32 đường An Định, thành phố Hải Dương. Và số hotline cầm tay của em Công đó là 0964 834 834 anh chị nhé. Và mời chị đến chi tiết các phần của chiếc xe Wajac 2016 này. Với phiên bản Wajac 2016 thì xe được trang bị la răng đa chấu kép hợp kim nhôm đã được phay rất là đẹp, và một dàn lốp mới tinh này. Anh chị có thể thấy đây là một dàn lốp này là bác chủ bác ấy mới thay xong nhé, còn mới cứng luôn. Đây, còn nguyên ta lông luôn các bạn. Vâng, đấy, mới cứng luôn, vừa mới thay xong. Đây, thay năm 2022 nhé các bác nhé. Bốn quả như nhau này. Tất cả các chi tiết của xe rất là đẹp luôn này. Rất là đẹp luôn này. Đấy, tất cả các chi tiết xe rất đẹp. Xe đã được phủ bóng mạ gầm rồi, bậc bệ lên xuống đầy đủ rồi. Lớp sơn xe sáng bóng này. Với cái khối động cơ 3.2 hút gió tự nhiên thì cái chiếc xe nó có không có độ trễ, và nó làm cho cái chiếc xe tăng tốc một cách nó là cực kỳ khỏe khoắn và không bị lỗi. Đơn giản là chiếc xe này nó không bị lỗi nhé. Bản B-Turbo rất hay bị lỗi và rất hay phải làm lại máy, chính vì thế nó không chiếm được lòng tin của người sử dụng. Và 3.2 phiên bản Wajac 2 cầu này nó mới là chiếc xe được ưa chuộng và bền bỉ bậc nhất. Bản thân chiếc xe có đèn bi xenon đã được độ ánh sáng rồi, cảm biến trước sau đầy đủ này, cảm biến trước sau đầy đủ. Phải nói đây là một chiếc xe đẹp xuất sắc luôn, hiếm có khó tìm với một chiếc xe như thế này, 8 vạn hơn và một dàn lốp vừa mới thay xong. Tất cả các chi tiết của xe là nguyên zin và nguyên bản. Khẳng định cam kết bao test hãng với chị. Bên em thì chỉ cách hãng Ford khoảng tầm 500m thôi. Các bác đến đây thì em sẽ dẫn ra tận hãng Ford để test nhé. Bao lịch sử hãng luôn cho các bác này. Vâng, xe rất đẹp luôn, từng chi tiết ở phía bên trong. Những cái dàn nhựa phía bên trong vẫn còn nguyên zin và nguyên bản này. Xe phải nói rằng cực đẹp luôn. Tất cả các đường nét kết cấu của xe là nguyên zin và nguyên bản. Đấy, bậc bệ lên xuống, tất cả các chi tiết là rất đẹp luôn. Xe thì đã được bác chủ này nâng lên nắp thùng kéo nhé các bác nhé. Nắp thùng kéo rồi. Đây, có nắp thùng kéo rồi. Đây, nắp thùng kéo có đầy đủ đấy nhé. Đựng đồ thoải mái luôn. Đấy, tất cả các chi tiết đèn đóm cũng là zin theo xe này. Phải nói là lớp sơn của chiếc xe này là còn zin khá là nhiều luôn. Zin khá là nhiều luôn. Một chủ biển Quảng Ninh các bạn, đèn đóm sáng trưng luôn. Đấy, tất cả các chi tiết không có điểm chê. Wajac, đấy, thanh thể thao này, thanh thể thao này, và nắp thùng kéo rất là phù hợp hơn hẳn với cái thanh ở phía bên trên. Và khám phá không gian nội thất của chiếc Wajac này thì các bác sẽ thấy được rằng là bản thân của chiếc Wajac này nó được trang bị hai cầu này. Đấy, trang bị hai cầu điện này các bác này. Đấy, và ta thấy được rằng là hộp số tự động 6 cấp này. Đây. Đây. Và điều hòa tự động này, màn hình cam lùi theo xe này. Đấy, tất cả các ô cửa gió là còn nguyên bản và zin. Phải nói rằng những cái kết cấu của chiếc xe Wajac 3.2 này là những kết cấu mà nó được làm bằng những vật liệu rất là cao cấp, cho nên là đi rất đầm và rất chắc. Trần cũng là trần nỉ nguyên bản theo xe, và nó là trần đen nhìn rất là sang chảnh. Bác chủ này cũng lắp thêm cam hành trình loại xịn luôn này, và tất cả các mặt táp lô này, và màn hình trung tâm này. Và xe lăn bánh có bao nhiêu thôi ạ? 8 vạn km thôi các bác nhé. 8 vạn km thôi. Đấy, 8 vạn km thôi. Xe chạy rất là ít cho nên nó mới giữ được những cái chất lượng tuyệt đối như thế này. Và cái chiếc xe nhìn rất là tươi. Đây các bác nhìn này, những cái vô lăng này, phím vô lăng này của xe nó đẹp tươi như thế này. Và tất cả từng chi tiết của xe nó còn nguyên bản. Với phiên bản Wajac thì chiếc xe này nó được trang bị ghế nỉ bọc da. Đấy, đây là một cái đặc điểm nổi bật và đặc trưng của dòng Wajac. Và đặc biệt đó là ghế điện. Ghế điện được điều chỉnh ở hàng ghế lái, điều chỉnh đa hướng rất là tiện dụng. Và từng chi tiết của chiếc xe là nguyên zin và nguyên bản.
Đấy, rất nhiều bác đang quan tâm tới dòng WeChat. Và riêng chiếc xe này nó là phải đẹp và chuẩn thì các bác mới thích, đúng không ạ? Đây các bác nhìn này, toàn bộ keo chỉ của xe là đảm bảo là nguyên zin, không một tì vết nha các bác nhé, không một tì vết. Đấy, tất cả là nguyên zin và nguyên bản, không tì vết. Một chiếc xe mà đẹp xuất sắc luôn và hiếm có khó tìm. Đây các bác nhìn này, tất cả các chi tiết. Đấy, từng chi tiết của xe là được bảo hành nha các bác nhé, được bảo hành cam kết luôn. Và tất cả những con ốc là chưa từng tháo mở này. Chiếc xe này thì vừa cập bến tại bên công ty, nó rất là mộc mạc. Và bên em thì sau những cái thời gian mà trước kia có rửa qua hóa chất, nhưng mà về sau là những cái chiếc xe mà rửa hóa chất nó rất là độc hại, dẫn đến là bên em không rửa hóa chất nữa mà để nguyên mộc mạc chiếc xe để anh chị có thể nhìn. Với khối động cơ 3.2, anh chị có thể nhìn này. Đây, xe rất là mộc này, zin từng con ốc luôn này, zin nguyên từ keo mặt chẳng cò anh chị nhé, máy rất là sáng này. Rồi, anh chị có thể kiểm tra thật là chi tiết từng con ốc luôn. Ốc cổ bô này, cổ bô là zin và nguyên bản nhé. Tất cả các chi tiết xe là nguyên bản, zin nguyên tuyệt đối. Với phiên bản máy 3.2, công nghệ máy đến từ hãng Ford, thì thực sự đây là một chiếc xe đáng đi bậc nhất luôn, từng con ốc luôn. Cam kết với anh chị là máy zin. Vâng, là máy zin. Và chiếc xe này máy cực êm và cực khỏe. Và tất cả các chi tiết giằng cột của xe là nguyên zin và nguyên bản, không có một tì vết nào cả. Đấy, các bác nhìn này, chất lượng của chiếc xe được khẳng định bằng thời gian. Đến đây thì các bác sẽ được kiểm tra hãng trực tiếp nhé. Với chiếc xe này của bên em thì bên em cũng đã kiểm tra rất kỹ rồi, và kiểm tra để có thể cam kết với quý khách hàng về chất lượng của sản phẩm mà bên em bày bán, cũng như là một cái chiếc xe đẹp và một chiếc xe zin thì nó sẽ thể hiện được qua từng chi tiết của chiếc xe. Vâng, với động cơ 3.2, đấy, từng con ốc luôn này, ốc khóa này nó vẫn còn nguyên mà chưa từng tháo mở này, và từng cái con ốc máy này. Đấy, nếu như máy ra thì những con ốc này nó sẽ bị ra hết này. Đấy, các bác thấy được là với chiếc cỗ máy như thế này thì cực kỳ là chuẩn, và nó là một chiếc xe đẹp xuất sắc luôn, hiếm có tìm đấy ạ. Chiếc xe này là đẹp xuất sắc các bác nhé, đời 2016 phiên bản WeChat 3.2, cực đẹp và đang được bày bán tại công ty Ba Tư Phan với mức giá đó là 590 triệu đồng. Ngắm lại một lần nữa nhé, để anh chị thấy được vẻ đẹp của chiếc xe này. Dòng xe này là rất hot trên thị trường và rất nhiều anh chị đang quan tâm. 3.2 với hộp số tự động 6 cấp. Và đây, không gian nội thất xe sạch đẹp. Bác chủ này bác ấy rất là giữ gìn mới được cái chất lượng xe như thế này. Bác nào đang tìm form bán tải và nhất là những phiên bản 2 cầu thì đây sẽ là chiếc xe để các bác có thể là lưu tâm. Và trực tiếp điện thoại theo số hotline của em Công, đó là 0964 834 834 anh chị nhé. Xin cảm ơn và xin chân thành cảm ơn anh chị đã luôn luôn theo dõi và ủng hộ Ba Tư Phan.